món đồ chơi vô tri phần 3. Đầu tiên là cặp mắt kính có hàng mi cong vuốt như thế này đây. Tớ chưa tưởng tượng được kỹ năng nó sẽ như thế nào nhỉ. Tớ ơi, nhìn ghê quá đi mất. Thật sự không hiểu nổi. Cái bình nước lọc này còn không nhiều nước bằng cái ly bình thường. Đồ chơi kiểu gì mà lạ đời thế nhỉ. Mi không nghĩ cái bản mai rùa vừa vô tri lẫn vô dụng vậy. Sao mà ăn, két sắt ngăn trộm lấy điện thoại. Giấy chui đi có anh cả hình hướng dẫn nhiều kiểu chùi nữa chứ. Nhiều kiểu gì? Tôi rất sợ bóng tối, còn giờ thì sợ đèn. Con khỉ giật mồng là có thật. Vừa mới cầm của chuối thôi mà đã dãy cỏ đó rồi. Thôi trả lại này, đừng dãy nữa. Đồ chơi tiếp theo này cũng không gọi là vô tri cho lắm. Con năm nay hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái trường hợp nào mà lên như thế này. Công chúa Elsa bây giờ kiếm tiền bằng nghề áo thật rồi. Hả? Quần áo thích hợp cho mùa Noel năm nay. Cái nón thịt gà đã nấu chín làm tôi phải cạn lời. Cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Kết thúc video cho tớ tặng mấy bạn thân yêu một bó hoa nhé. Nhớ nhấn nút like và chia sẻ cho tớ đó. Thử thách trơn bà ngoại phần 2. Tớ sẽ đổi đậu phộng thật thành giả và cây búa này cũng là giả luôn. Có vẻ bà đang rất yêu đời. Hả? Sao mà mở ra được? Vì đấy là đậu phộng giả mà. Nhìn cảnh này làm tớ buồn cười chết mất. Bà đang rất cáu luôn rồi. Chuẩn bị khoan gạch tới nơi rồi đấy các bạn ạ. Đúng là người phụ nữ kiên trì mà. Cây búa là bằng CQC. Thôi tiêu rồi. Tớ vừa mua về CQC xúc xích. Có thể nào sống vui khi không cho ngoại một ngày. Bài đã cảm nhận được cây xúc xích vừa để đây khác thường rồi. Cho ngoại tranh thủ thời gian quậy cơ tay quá đi. Ôi không, bà ngoại sẽ lấy thứ đó đánh mình mất. Review CQC kỳ lạ trong nhà phần 8. CQC khủng long xanh cô te. Con này trông lạ ghê các bạn. Tớ bóp hai mắt nó lòi ra này. Khủng long gì mà không đáng sợ gì cả. Chỉ làm cho tớ muốn bóp hoài thôi. CQC thỏ cơ bắp. Hello các bạn, vô ra, đau quá đi. Tao xin lỗi mày nhà thỏ, lỡ buông tay ra chứ không cố ý đâu. Này, thỏ ơi, tỉnh dậy đi. Đừng có đấm tao nha CQC thỏ. Gấu bông gấu trúc, không chỉ bóp được mà nó còn biết bay nữa đấy các bạn ạ. Cô te lắm luôn, lần đầu tiên thấy gấu bay bằng đuôi. Trong túi quần mình có gì vậy ta? Thì ra là em CQC khủng long vàng mini. Loại này hát lắm nè. Tớ bóp nó kêu tiếng chít chít như con gì đấy. Này, CQC giám đốc anh đã nộp tài liệu cho tôi chưa? Đừng đánh tôi nữa, tôi về làm ai mà. Ok, biết vậy thì tốt. Một bé CQC gấu bông cực kỳ nhỏ luôn. Rất tiện khi đem đi ra ngoài chơi. Nghe tiếng vui tai còn giảm xì chết nữa. Thích quá đi mất. Nãy giờ đi chơi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một lúc. Ủa, cái gì dưới mông mình vậy? CQC mèo chuối. Review những món đồ chơi vô tri. Chưa bao giờ tớ nghĩ sẽ có người bán máy giặt khoái cà phê cả. Và muốn lấy cà phê ra thì rút cái ống này y chang cái máy giặt thật ấy. Bạn nghĩ món đồ vô tri tiếp theo là con mùng lèo này. Thật ra là cây hành này nhé. Lý do tớ bảo nó vô tri là vì đó đích thật là cây bút đấy các bạn. Chổi lao nhà bình thường thì có gì mà vô tri chứ. Có đó, vì đây là chổi lao điện thoại nha. Ôi trời ơi. Nhân vật này từ là một người anh hùng mà bây giờ ông ấy phải cầm cây nhang mũi. Món đồ chơi 9 điểm sự vô tri là cơ thể con khỉ này đây. Hả? Tôi rất cạn lời. Sao không để mong nó cầm súng vậy nhỉ? Vừa đọc sách hướng dẫn, nó bảo mình tưới nước vào đây sẽ có một điều bất ngờ. Cái gì vậy trời? Cái này nó có tác dụng gì đây nhỉ? Ấm trà hai lô, giúp cho những người lười. Là gì đấy? Cái gương vô tri nhất tớ từng biết là đây. Cái gì đáp anh ơi? Giá đỡ điện thoại mà tớ cứ nghĩ mình làm đổ mấy ly nước ra không đấy. Vừa là gấu bông mà vừa là giá đỡ điện thoại. Đúng là thiên đường của người siêu lười. Bạn thích món đồ vô tri nào nhất? Review những món đồ chơi vô tri phần 2. Bạn có thấy hai mô hình món phắc không? Thật là vô duyên. Món đồ chơi này có thể giúp tớ giữ được chai nước nè. Ngoài ra còn mấy anh bạn có thể cầm củ tỏi với dao nữa đấy. Mình chưa bao giờ thấy sư thầy nào cầm súng tụng kinh như này cả. Còn heo đất mà loại này không khác gì người ngoài hành tinh. Tớ rất thích cây đèn cày này. Không chỉ vô tri mà còn đen tối. Ai bán cho tôi cái này thì tôi phải gọi bằng cụ. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế này. Bộ đồ chơi này mình thấy khá là thú vị. Và nó dành cho hai người chơi. Một trong hai ai mà đỡ được nhiều con vịt nhất thì sẽ thắng. Bạn của tớ nãy giờ nó hốt được qua trời vịt rồi. Trong rổ tôi thì chưa có cái con nào cả. Cho xin một con đi mà. Đương nhiên là không, đừng có mơ nha. Chơi kiểu gì mà chỉ bắn qua mỗi bên kia vậy. Thôi dẹp, bạn nào mê chảy chắc sẽ uống nước nhiều nhờ cái cốc vô tri này lắm nhỉ. Bỏ xà phòng và con ốc sen này cũng ổn áp. Ôi không,
ai làm đồ xúc thế này? Thì ra chỉ là đồ ăn giả giả đỡ điện thoại thôi. Tớ mang đôi dép vô tri này ra đường thì người khác sẽ nghĩ đây là dấu chân của người khổng lồ. Thử thách nhờ cô bạn làm CQC này. Chị có thể làm cho em CQC Doraemon này được không? Thôi khó lắm. Thì em mà làm, nghĩ sao vậy? Nếu chị làm xong em sẽ tặng mô hình này cho chị. Nhưng mà em có làm. Khỏi lo. Làm CQC Doraemon cho giống đó. Nãy giờ tới đâu rồi? Thấy đi nè. Đâu? Đưa em xem thử. Đù, cục mút vuông mà cắt được vậy luôn cơ à. Đỉnh đó, chả nè. Đừng có làm phê cho nổi nha. Tớ kêu chị quay quá trình làm CQC để chắc chắn rằng chị không đi ra tiệm mua. Mô hình Doraemon vừa khó vừa hiếm vì chưa từng thấy có ai làm CQC Doraemon cả. Chưa gì thấy quá trình làm ok phết rồi đó. Ra gì đấy. Đến lúc này thì chỉ cần tô màu lên chiếc bánh mì màu vàng pha lẫn với cam là xong. CQC Doraemon của em đâu? Nè. Để xem có chuẩn tăng không nhé. Ấy chà, cũng ok. Mô hình đầu heo của chị nè. Nhưng mà chưa hết, tặng chị thêm một con vì sự cố gắng. Thử thách nhờ cô bạn làm CQC phần 2. Có một bạn yêu cầu chị làm CQC xin kìa. Nếu làm bạn ấy kéo cả lớp đăng ký kênh cho mình đó. Ok, không chịu làm chứ gì. Mình có cách này thì sao mà chạy được. Kiểu gì cũng thèm thưởng mô hình này cho coi. Thế có muốn nhận thưởng không? Nhưng mà phải làm thành công đi thì mới được. Ok. Chị đang làm gì vậy? Chị đang làm keo. Chị đầu tư ghê thế. Mô hình cu xin khó làm đó nha. Tất nhiên. Mô hình lời hơn mà. Chăm chỉ quá ta. Các bạn ấn nút like và chia sẻ cho chị ấy có thêm động lực nhé. Em đi chỗ khác đi, chị tập trung làm. Rồi ok. Giữ quá đi. Xong rồi nè. Đưa mô hình này. Phần thưởng của chị đó. CQC cu xin làm Phật tổ như Lai Cụ Tè ghê các bạn ạ. Bóc cũng khá giòn và chậm tăng. Có điều hơi xấu. Nhưng mà đối với người gà mờ bắt đầu làm CQC thì như này cũng đỉnh rồi. Tại sao chị là vẽ cục cưng ngay đầu cô xin vậy? Trả mô hình lại đây. À, nếu không kiểm tra trước chi, không có vụ nó lại đâu. Mày xong rồi. Review CQC Mochi đáng yêu phần 3. Ồ, tôi đóng gói có cái chung nè. CQC Mochi màu hồng, CQC Combo màu vàng, cụ tê quá. CQC xanh dương có cả Hello Kitty đó các bạn ạ. Còn đây là CQC Tom and Jerry, nhiều loại lắm. CQC Mochi bánh bao đen, CQC Mochi tím, bóp thích tay cực, CQC Sô-cô-la. Kế tiếp là CQC Mochi cụ tê phiên bản động vật. Mấy em CQC Mochi của tớ đều mũm mỉm nè. Lát em nào em lấy đều nún nà nún nín cả. Trên mục CQC Mochi bánh mì, thơm lắm các bạn ạ. Nhìn như một cái bánh dẻo thật ấy. Bóc siêu mịn dẻo luôn. Nó có hương của bơ, người chỉ cảm thấy thèm và muốn ăn thôi. Đây là CQC bánh mật ong. Đặc điểm chung của tụi nó là đều dẻo và mịn. CQC bánh kem tam giác, có ai thấy mà chảy nước miếng không nào. CQC bánh cá, loại này tớ làm cho có nhân sô-cô-la chính giữa. Cực kỳ dính, còn thơm nữa. CQC hai miếng bánh pizza mini cỏ. Tay tớ nhúng như nước khi chơi CQC luôn rồi. Trên tay mình đang cầm CQC bánh dâu. Nếu video này đủ 100.000 like, tớ sẽ tặng CQC cho 10 bạn may mắn trong video này nhé. So sánh đồ ăn trong siêu thị và CQC. Trái bắp trong đây thơm quá. Còn trái bắp này là CQC nè. Nhìn đẹp và ngon hơn. Khoai lang mật hàng thật. Thơm mùi nướng có vị ngọt của mật. Nhìn không nhận ra đây là CQC luôn. Vừa thơm vừa bóp đã tay cực. Một cái bánh phơ lăn và CQC bánh phơ lăn. Thật sự không nhận ra nào thật cái nào giả luôn. CQC có thể làm ra được chai coca này không nhỉ? Câu trả lời là có nha. Không gì là không thể. Đỉnh lắm luôn. CQC bơ đang nằm trong máy của bơ thật này. Bóp cực kỳ mềm mịn. Do tớ không thấy CQC bánh kem to bự như vậy nên bây giờ bắt buộc phải tự tay làm CQC bánh kem khổng lồ. Sau khi pha được keo thì chỉ cần cho vào cái khuôn, đợi khô rồi cho màu mới vào tương tự. Thế là đã hoàn thành CQC bánh kem siêu to khổng lồ rồi. Nhìn em ấy nốn nà nốn ní là mình không kìm được, chỉ muốn cắn một cái thôi. Bóp đã quá đi. Thử thách cắt CQC xem bên trong có gì. Tớ sẽ thí nghiệm cho từng em CQC lên thớt. Đầu tiên là CQC pha ké ly trà sữa. Mình hồi hộp quá đi. Màu nước bên trong y chang trà sữa vậy. CQC trái kiwi, bên ngoài cũng có lông. Tớ cứ nghĩ bên trong sẽ là màu xanh lá, ai dè là màu trắng. CQC phô mai lát mini, bên trong làm cực kỳ khéo. Nhiều bạn không thể nào nhận ra là phô mai giả đâu. Kế tiếp là bánh mì thật và CQC bánh mì. Tuy nhỏ nhưng mà bóc siêu chậm tăng nè. Mình tò mò liệu trong đây có nhân không nhỉ? Phải thử mới biết được. Không có rồi. Không chỉ một bịch bánh mì, ở đây mình có nhiều bịch có nhân khác nhau nữa. Bánh chocobai và CQC chocobai, tầm 5 điểm độ giống. CQC của trứng hai lòng, cắt ra chỉ toàn là nước lỏng màu trắng. Mình đúng là phí tiền ghê.